Chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thế hôm nay mình sẽ cùng các bạn gọi là cùng nhau thực hành về gọi là giai đoạn 4 đáp giá của bạn nhé. Ok bạn ơi, thì đầu tiên sẽ là con thép nam kim này. Đây, nam kim bạn nhé. Thì đây sẽ là pha A này, B này, C này. Đấy bạn thấy chưa? Thì đầu pha rắm nhẹ bạn nhé. Đây đầu ra là nhẹ thôi, nhưng mà cuối pha rắm mạnh này. Gáp một loại bạn nhé, đây này. Một gáp này, hai gáp, à, không phải. Hai gáp này, đấy bạn thấy chưa? Đến pha C này, đầu pha C rắm nhẹ này, nhưng cuối pha C rắm mạnh nhé. Đấy. Đấy, bạn thấy chưa? Tiếp theo sẽ là con HBG của bạn này. Thì đây bạn này. Đây sẽ là pha của bạn nhé. Đây sẽ là pha này. A này. B này. C này. Đấy bạn thấy chưa? Đầu pha A là nhẹ này. Cuối pha là mạnh này. Như trường hợp này thì không có các hoảng loạn. Đầu pha C là nhẹ này. Cuối pha C là mạnh này. Đây. Tạo mấy cái các hoảng loạn này. Một cái này. Một cái thôi bạn này. À, một cái rồi. Tiếp theo sẽ là con hoa sen. Thì đây sẽ là pha này, B này, C này. Đây là đầu pha các bạn nhé, đây là đầu pha này. Đây có pha A này, có một cái góc hoảng loạn này, hai góc hoảng loạn này. Bây giờ đầu pha C giảm nhẹ này, nhưng cuối pha C giảm mạnh này. Đây là đầu nhẹ, cuối pha C giảm mạnh này. Một này, một có một cái này, còn đây có một cái gáp thôi. Một cái gáp thôi. Rồi, tiếp theo sẽ còn S1C các bạn ơi. Đây sẽ còn S1C nha. Thì đây sẽ là pha này, B này, C này, đấy bây giờ đầu pha là nhẹ này, nhưng cuối pha là mạnh này. Không, nhưng mà trong trường hợp này thì sẽ không có các hoảng loạn bạn nhé. Pha C này, đầu pha C là nhẹ này, cuối pha C là mạnh này. Bây giờ các hoảng loạn này, một cái này. Tiếp theo sẽ con thép tiến lên bạn nhé. Thép tiến lên này. Đây sẽ là pha A này, B, C này, đấy. Kéo lên bạn. Ok bạn ơi, thì đây là đầu pha này, giảm mạnh nhẹ nha, nhưng cuối pha là mạnh này. Đầu pha C giảm nhẹ này, nhưng cuối pha C giảm mạnh này. Nhưng mà trong trường hợp này thì lại không có cả hoảng loạn bạn nhé. À, thì ấy là tiện thể thì làm thêm mấy con nữa bạn ơi. Con đi gờ. Chọn đi gờ bạn ơi. Thì đây sẽ là A, B, C. Đây bạn ơi, đây là đầu pha này. Đây là cuối pha A này giảm mạnh bạn nhé. Đây có một cái gáp hoảng loạn này. Nhỏ thôi, gáp này nhỏ thôi bạn ơi. Đây pha C, đầu pha C giảm nhẹ này, cuối pha C giảm mạnh này. Cuối pha C thậm chí còn mấy cái gáp luôn này. Đây xem nào. Sàn hết bạn nhé, cái này nhìn nó nhỏ cho chứ sàn hết này. 1, 2, 3, 4, 5, 5 gáp luôn bây giờ, 5 gáp luôn. Tiếp theo sẽ là con gáp đi, à, thôi thôi con này khó quá. Con Techcombank bạn nhé. Đây sẽ là pha này, B, C này. Đầu pha giảm nhẹ bạn nhé, đây đầu pha giảm nhẹ này. Cuối pha giảm rất là mạnh luôn, sàn liên tục luôn. Đầu pha xem nhẹ này, cuối pha xem mạnh này. Hai gáp bạn nhé, đây hai gáp này, một gáp một loại này. Hai gáp, ở đâu không phải một gáp đây con này. Một gáp thôi nhá. Đó chỉ có một gáp thôi con ơi. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo sẽ là con Vic đi. Đây à. Con này gần, con này khó nhỉ. Con này khó thật đấy, khó tính, bắt đầu tính từ đâu thôi, mình sẽ chọn tính ở đây đây. Đây sẽ là pha này. Nếu đấy là pha thì lại không có ấy con này đây. Đây sẽ là pha này. B này, C này, đấy bạn thấy chưa? Thì đầu pha giảm nhẹ này, cuối pha giảm mạnh này. Đấy. Đầu pha C giảm nhẹ nha, nhưng cuối pha C giảm mạnh cực kỳ luôn này, đấy bạn thấy chưa? Như vậy thì hôm nay mình sẽ cùng nhau gọi là thực hành bài giai đoạn thứ tư đáp giá. Nếu bạn nào chưa hay, bạn đã cho mình like ký nhá. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.